Đây là cái đạn lực lợn rừng được giống nha. Con này mấy bao nhiêu năm tuổi rồi? Con này được hơn 1 năm rồi ạ. Hơn năm à? Dạ. Sướng nhỉ, Nguyên đi nhảy được cái này. Đây là lợn rừng, lợn được giống nhá. Đi nhảy có nhảy được khắp tỉnh không? Hay là nhảy thì trong chỉ đi được trong huyện thôi. Tức là con lợn đừng rừng được có nhảy hết cả huyện à? Vâng. Nhảy sao lại lên sông Bôi à. Bên bờ con ruộng. À, thế là xuống đến ra ngoài thôi. Đây là cái lợn lợn rừng. Nó hoạt động nó nhảy hết huyện Lạc Phí.